sẽ thử những cặp loa bên. Vâng, cặp 2000C cực kỳ là đẹp các bác nhá. Em gửi về cho bác khách ở Quảng Ninh. Đấy. À, bác đã banh đủ tiền cho em rồi. 6,5 triệu một đôi loa 2000C. Đấy, cùng con đẩy HS2 này cũng của bác khách quen. Cái này thì ở khu vực cũng gần Quảng Ninh. Đấy, em sẽ cho bác khách đóng đóng hàng. À quên, cho bác Bình đóng hàng trả các bác nhá. Con đẩy HS2 này và 2000C. 2000C sáng ngày hôm nay là 3 đôi các bác nhá. HS2 hiện là em trả các bác 2 chiếc. Đấy. Và cặp loa Y7 cũng đã chuyển trả các bác thêm một cặp rồi. Đấy, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em nhá. Rồi, những sản phẩm xịn sò bên Ngọc Quang, rất nhiều sản phẩm loa full karaoke, nghe nhạc BMB Audio Center, loa bầu Mỹ và những chiếc cục đẩy chất lượng, hàng bãi, hàng mới chính hãng đang sẵn sàng và có sẵn để phục vụ các bác. Với giá cặp loa này em vừa báo rồi, 6,5 triệu một đôi, đẹp kính con. Bác lên nhớ một từ là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. 2000C. Vâng, sau đây bác Bình sẽ đóng hàng trả đơn các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.